Chào các bạn, ở đây mình đang có một cái đèn của LED Laser mang tên là ML6. Thì đây là trong cái series những cái thiết bị outdoor, tức là những cái thiết bị mà họ dùng ở ngoài trời. Thì đặc biệt là với cái đèn pin này, các bạn đi cắm trại với gia đình, với nhóm bạn bè là tuyệt vời. Và có hai cái điểm nhấn chính trên cái LED Laser ML6 này, đó là nó có cái độ sáng 750 lumen và có thời gian sử dụng dài đến 70 tiếng. À, không phải chúng ta bật ở 750 lumen mà chúng ta sử dụng được 70 tiếng, mà là sẽ có những chế độ mà mình nói kỹ hơn khi mà các bạn xem cái video này. Và một số những thông tin khác về cái này, giống như là Micro Crims Technology, Power Bank và Smart Light Technology. Thì với cái khả năng của cái đèn này, chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái bóng bắn dẫn, những cái bóng đèn ở phía bên trong để cho nó thắp sáng lên, vì nó sử dụng cái công nghệ LED. Và các bạn không có thấy được những cái đèn đó, tại vì cái đèn nó nằm ở phía bên trên này. Còn ở phía bên dưới chúng ta sẽ để pin, tí nữa mình cho các bạn xem. Và một cái đặc điểm nữa là nó có thể sử dụng cái nguồn pin 3200mAh của cục pin này, để các bạn có thể sử dụng như một cái power bank, tức là chúng ta sử dụng như một cái cục pin dự phòng. Rồi, một số những thông tin chi tiết khác của cái sản phẩm. Và ở đây, như lúc nãy mình nói nè, thì cái viên pin 3200mAh này, thì các bạn có thể sạc lại. Chúng ta có cái chuẩn chống nước IP54, tức là các bạn có thể cho nó bị vẩy nước hoặc là nó bị dính nước chút xíu cũng ok, không sao hết. Và cái trọng lượng của nó là 280g, rất là nhẹ, để các bạn có thể bỏ vào trong túi chúng ta cầm đi. Và ở đây là cái điểm quan trọng, khi mà các bạn mở với 750 lumen thì cái thời gian sử dụng nó sẽ thay đổi tùy theo cái chế độ mà các bạn sử dụng, và nó không có một cái thông tin chính xác từ kể cả từ hãng. Còn nếu các bạn sử dụng ở mức mức lumen là 550, tức là sẽ sử dụng liên tục được 4 tiếng. Còn nếu các bạn giảm xuống 20 lumen, tức là giảm xuống cái mức thấp nhất của nó để các bạn làm đèn ngủ chẳng hạn, chúng ta sẽ sử dụng được trong vòng 70 tiếng, rất là hay. Và cái đèn là một cái đèn 360 độ, các bạn có thể đặt nó ở giữa phòng và nó sẽ chiếu sáng mọi nơi. Rồi, cái đó là cái hộp. Phụ kiện bên trong thì chúng ta sẽ có một cái tờ giấy, các bạn sẽ lên trên website của LED Laser để các bạn có thể kích hoạt bảo hành cho sản phẩm này. Và sản phẩm này được bảo hành lên đến 7 tháng, ta xin lỗi các bạn là 7 năm. Cái này bảo hành 7 năm lần nha. Khi mà các bạn xem cái này thì các bạn vào trong cái bài viết của mình trên website nguyen.vn, mình có cái phần để các bạn có thể vào xem cái phần quy định bảo hành, thì có tiếng Việt để các bạn xem luôn. Một cái tờ giấy thứ hai quan trọng, rất là quan trọng trên cái sản phẩm này, đó là cái hướng dẫn sử dụng. Thì với cái hướng dẫn sử dụng này, nó sẽ chỉ cho các bạn gần như mọi thứ mà các bạn có thể làm được với cái đèn này. Rồi, các bạn sẽ không cần đọc cái đó, tại vì mình sẽ chỉ cho các bạn ngay bây giờ. Một cái túi được kèm theo để các bạn có thể đựng cái đèn này. Rồi, ở đây có một cái đế. Thì cái đế này để làm gì? Các bạn sẽ lắp bỏ cái đèn vào trong này. Chúng ta máng nó lên một cái vị trí, máng trên cây, máng trên một cái thanh xào, hay là bất kỳ một cái chỗ nào mà các bạn muốn, có thể máng ở trên đầu của những cái lều cũng được, khi mà các bạn đi cắm trại. Rồi, cái chi tiết đó nó rất là đơn giản. Thì đây là cái phần đuôi của nó. Thì cái phần đuôi của cái đèn này, nó sẽ có hai cái nam châm. Và cái nam châm này hút rất là mạnh. Mình đã có thử mình lắp nó lại, sau đó mình để nó lên trên một cái loa và mình kéo thử, thì cái loa này nó chạy luôn. Cái này nó hút rất là dữ. Đây là viên pin và đây là cái cây đèn. Thì các bạn thấy là cái cây đèn này được thiết kế rất là đơn giản và rất là đẹp. Nó có dạng hình trụ tròn và đứng như thế này. Thì chiều dài nó khoảng gần một gang tay của mình, nó vào khoảng 27-28cm gì đó. Và nó có cái phần đầu này được làm bằng kim loại, kết hợp với đó là một cái dây. Thì cái dây này nó sẽ vừa sử dụng làm cái cổng để che đi cái cổng sạc cũng như là cổng ao nguồn của cái power bank, tức là của cái pin dự phòng, vừa làm một cái móc để các bạn có thể móc lên những cái vị trí khác nhau. Ở trên này có một cái nút điều khiển, thì các bạn thấy là chúng ta chỉ có đơn giản là một cái nút tăng, một cái nút trừ và một cái nút đỏ. Thì cái nút đỏ này dùng để bật lên như thế nào, mình sẽ mở lên cho các bạn xem. Mình lắp cái này vào. Đó, nó rất là đơn giản. Các bạn lắp và chắc một tí thì nó sẽ không có bị cái tình trạng chập chờn. Ok, rồi bây giờ mình sẽ xin mình tắt đèn rồi mình cho các bạn xem số những chi tiết nha. Đầu tiên á, là các bạn sẽ bật nó lên bằng cái nút ở phía bên trên. Các bạn thấy là khi mà các bạn, cho dù là các bạn tắt đèn đi, thì có phần nút cũng như là ở phía bên dưới này nó vẫn có cái lưu huỳnh. À, xin lỗi các bạn, là cái phosphor để cho các bạn thấy được cái màu dạ quang của nó. Rồi bây giờ mình sẽ bật lên cho các bạn xem. Nhấn giữ một cái, trong vòng khoảng 2 giây nó sẽ bật lên.
Và khi mà bật lên như thế này, các bạn sẽ thấy là cái đèn này nó có rất là nhiều những cái bóng đèn nó chạy dọc như thế này, rất là đẹp. Và để chuyển những chế độ khác nhau, khoan đối đến những chế độ mà chúng ta sẽ tăng giảm cái độ sáng này cho các bạn xem thử, thì cái này là cái độ sáng cao nhất 750 lumen, đó, rất là sáng. Nếu các bạn muốn nó tối lại, các bạn bấm vào nút trừ rồi chúng ta bấm giữ thì nó sẽ tối dần ở cái mức này. Nó chớp mấy cái là nó đã vào trong cái mức thấp nhất là 20 lumen. Các bạn sẽ để cái này để làm đèn ngủ cũng được, không cần chúng ta phải cắm trại, này để đèn ngủ cũng được. Rồi bây giờ các bạn sẽ chuyển qua những cái chế độ. Các bạn nhấn nhỉ, nó ra chế độ màu đỏ nè, nhấn cái nữa nó ra chế độ chớp. Thì trong cái chế độ chớp này á, nó sẽ là cái chế độ cảnh báo SOS để các bạn, để người khác có thể tìm thấy các bạn khi mà các bạn bị lạc chẳng hạn. Hoặc là các bạn sẽ nhấn giữ nút cộng trừ cùng một lúc như thế này, thì nó sẽ qua cái chế độ gọi là chế độ grid. Thì Lineager họ cho biết là chế độ grid này á, nó sẽ giống như là nó thể hiện lại cái hơi thở của chúng ta khi mà chúng ta thở, khi mà chúng ta ngủ thì nó sẽ chớp tắt theo một cái nhiệt độ và cái cường độ rất là thấp như thế này, và ánh sáng cũng sáng rồi tối dần, sáng rồi tối dần, thì lúc đó chúng ta sẽ dễ ngủ hơn so với là cái việc chúng ta mở đèn liên tục. Thì đây là một trong những tính năng mình thấy rất là hữu dụng. Mặt khác, nếu các bạn không muốn cái đó, các bạn có thể tắt nó đi và chúng ta bật qua cái màu đỏ, và kể cả cái màu đỏ cũng có thể sử dụng cái đó được nha. Các bạn bật vô chế độ màu đỏ như thế này, rồi chúng ta sẽ nhấn giữ hai nút cộng trừ giống như lúc nãy mình bật với cái màu trắng, thì tương tự như vậy nó cũng sẽ chớp tắt với cái nhịp độ và cường độ rất là thấp. Thì như vậy chúng ta sẽ dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn. Thì đây là một trong những tính năng mình thấy rất là hay ho của cái đèn này. Đó, các bạn sẽ nhấn cái nút này để chuyển qua những chế độ khác nhau, và sử dụng nút cộng trừ để tăng và giảm cái độ sáng của cái cây đèn này. Đó, nó chỉ đơn giản như vậy thôi, rất là đơn giản, nhưng mà ở bên trong nó có rất là nhiều những điều thú vị mà mình vừa mới giới thiệu với các bạn. Thì giá bán của cái đèn này nó sẽ như thế nào? Cái giá bán của nó sẽ vào khoảng 1.850.000. Nếu chúng ta nghĩ rằng một cái cây đèn mà có mức giá lên đến 1.850.000, là gần 2 triệu đồng cho một cái cây đèn nhỏ xíu như thế này, nó sẽ mắc. Nhưng mà thật sự thì các bạn so về cái chất lượng của nó, cái độ hoàn thiện của Lineager, một trong những cái hãng rất là thịnh hành hiện nay tại Việt Nam, thì rất là nhiều người họ đã bắt đầu biết đến Lineager và những cái sản phẩm của Lineager. Và cái chế độ bảo hành lên đến 7 năm, rồi cái công dụng của nó, những cái mà chúng ta có thể sử dụng được trong thời gian rất là dài, nhiều năm, và cái độ hoàn thiện rất là tuyệt vời của những cái sản phẩm của Lineager, đặc biệt là cái cây đèn này nó làm rất là chỉnh chu, từng cái chi tiết nhỏ đều được làm rất là đẹp. Cả thậm chí là họ còn tạo thêm cái mặt thẩm mỹ khi mà họ làm những cái đường vân ở phía bên trên này, chúng ta cầm nó không có bị vụt tay. Rồi ở phía bên dưới này có những cái lỗ được cắt CNC rất là đẹp để nó tạo nên cái sự khác biệt khi mà chúng ta cầm cái cây đèn này lên, một cái cây đèn để sử dụng ngoài trời, để sử dụng outdoor, để chúng ta có thể đi cắm trại hoặc là đèn ngủ, rất là tuyệt vời. Thì 1.850.000 không phải là một cái giá mức giá quá cao so với một cây đèn như thế này. Bài viết của mình là có trên website, các bạn có thể lên đó để xem thêm những chi tiết khác về cái sản phẩm này, mặc dù là mình đã nói hết trong cái video này rồi, và các bạn có thể lên đó để xem về cái phần quy trình bảo hành mình đã có ở phía bên trên đó. Rồi, cảm ơn các bạn và hẹn các bạn trong những video cùng nhau lần sau.